Chào cả nhà, hôm nay mình chia sẻ đến các bạn video thứ 21. Video thứ 21 này nó nói về yếu tố tài chính và chi phí. Cái này là làm cho người khởi nghiệp nhức đầu nhất. Phần lớn những người ra khởi nghiệp cứ lo tìm kiếm khách hàng, lo tạo ra sản phẩm mà quên mất một cái, đó là chi phí. Vốn đầu tư, không hiểu các loại chi phí gì và kết quả là như thế nào. Kết quả nó dẫn đến doanh nghiệp của bạn kinh doanh rất là nhộn nhịp, nhưng mà như thế nào và chừng cuối cùng chúng ta hết tiền, không thấy tiền ở đâu hết. Cái câu nhiều người hay nói rằng là anh đi kinh doanh riết rồi ăn hồi không biết tiền ở đâu hết. Cái này là cái nhức đầu nhất. Và chúng ta không quan tâm tới chi phí thì nó làm cho chúng ta định giá sản phẩm sai, mọi thứ sai hết. Vậy thì hôm nay mình muốn giới thiệu các bạn để hiểu về chi phí hoạt động chung. Đoạn video này sẽ nói về cái gì chi phí hoạt động chung. Dĩ nhiên nó kéo dài trong mấy đoạn video, là mỗi đoạn video mình nói một khoảng để cho các bạn dễ nắm hơn. Chi phí hoạt động chung. Vậy thì chi phí hoạt động chung nó là cái gì Đó là chi phí để chúng ta vận hành một cái doanh nghiệp của mình. Chi phí để cái lĩnh vực các bạn tạo ra nó hoạt động được. Dù bạn có một đơn hàng hay bạn đang có 30 đơn hàng một ngày thì cái chi phí này nó vẫn cứ hoạt động, nó vẫn cứ diễn ra, nó vẫn cứ như nhau. Mình ví dụ ví dụ dù ngày đó bạn bán chỉ có một tô phở, hay ngày đó bạn bán 30 tô phở, hay ngày đó bạn bán 60 tô phở, thì nó có những cái chi phí nó không thay đổi, nó vẫn cứ như nhau. Bạn có nhận ra điều này không ạ? Nếu nhận ra điều này thì các bạn thấy điều này rất là good. Ví dụ thôi, rất là đơn giản thôi. Ví dụ như là cái tiền thuê mặt bằng. Dù ngày đó bạn bán 1 tô hay bạn bán 50 tô thì cái tiền thuê mặt bằng nó vẫn là như nhau. Cái đây là người ta gọi là cái chi phí hoạt động chung. Và khi ai đó hiểu và quản lý tốt cái chi phí này thì nó giúp cho bạn nó giúp cho cái giá bán ra của bạn nó rẻ hơn, giá bán của bạn nó tốt hơn của những người làm cùng ngành với bạn, nhưng mà họ không quản lý tốt được cái chi phí này. Hoặc là bạn bán cùng giá như người ta nhưng lợi nhuận của bạn thì nó được cao hơn. Đó, cái sự hay tuyệt vời của cái việc chúng ta quản lý cái chi phí hoạt động chung này đó. Và cái gì nữa, và cái chi phí hoạt động chung này, cái nguyên tắc của bạn là bạn cần phải ghi nó rất là rõ ràng và tỉ mỉ. Những người nào có tính cách ghi rõ ràng và tỉ mỉ thì những người này luôn kiểm soát chi phí rất là tốt. Nó không dành cho chung chung, nó không dành cho những người cứ ước lượng được, nó phải rất là rõ ràng, vô cùng rõ ràng. Bạn nhận ra điều này không ạ? Nhận ra điều này thì tốt. Vậy thì bây giờ mình vào cái vấn đề số 1. Vậy thì chúng ta nhận diện những cái chi phí chung. Vậy đâu là những cái chi phí chung? Chi phí chung đây là cái chi phí nó không có liên quan đến hoạt động sản xuất và tạo ra cái sản phẩm và dịch vụ của các bạn. Cái việc bạn sản xuất một cái tô phở, hay bạn có cái tô phở hay bạn không có cái tô phở đó, thì cái chi phí hoạt động nó vẫn có hoạt động. Hay cái chi phí chung này người ta còn gọi một cái từ khác, đó là chi phí gián tiếp. Chi phí gián tiếp. Ví dụ như gồm cái gì? Ví dụ là tiền thuế. Thuế. Đúng không? Thuế môn bài. Thuế khoán. Hoặc là gì? Tiền các bạn mua bàn ghế văn phòng. Tiền gì? Tiền lương nhân viên văn phòng. Tiền lương nhân viên văn phòng. Dù ở dưới xưởng nó hoạt động hay không hoạt động, thì ở trên văn phòng cái bộ máy nó vẫn cứ hoạt động và chúng ta phải trả lương cho bộ máy đó. Chi phí gì? Chi phí marketing, chi phí chạy quảng cáo. Chi phí gì? Chi phí bảo hiểm, thuế, các loại phí về kế toán, chấm chấm chấm. Tất cả những cái phí này nó giúp cho cái doanh nghiệp của bạn nó vận hành chung, nó rất là quan trọng. Nó quan trọng ghê lắm. Thì trong chi phí chung này nó có hai loại. Một loại là người ta gọi là chi phí cố định và chi phí biến đổi. Chi phí cố định là chi phí gì Là cái con số nó không có thay đổi, nó đứng yên.
À, và chi phí biến đổi là chi phí gì ạ? Là nó sẽ liên quan đến cái khách hàng. Nó liên quan tới khách hàng thì nó biến đổi theo. À, bây giờ mình ví dụ ha. Ví dụ như là chi phí cố định là dù bán một tô phở hay nhiều tô phở gì thì nó như thế nào ạ? À? Nó như thế nào ạ? À? Nó tiền mặt bằng đồ nó vẫn y như cũ hết. À, nhưng mà chi phí biến đổi là chi phí nó như thế nào ạ? À? Là khi mà bạn giao nhiều đơn hàng hơn á thì cái chi phí giao hàng của chúng ta nó nhiều hơn. À, bạn nhận ra điều này không ạ? Giao nhiều đơn hàng hơn thì các bạn thấy không ạ? Là nó có những cái việc, nó có những cái việc như là chúng ta cần phải thêm một số người để như thế nào ạ? Để giải quyết cho cái công việc đó. À, nhưng mà nó nằm trong cái chi phí hoạt động chung thôi. À, thì trong chi phí hoạt động chung nó có hai cái, một là chi phí biến đổi và chi phí cố định. À, bạn nhận ra điều này chưa? Nếu mà nhận ra được thì rất là tuyệt vời. Cái liên quan tới chi phí này thì chúng ta phải tiếp thu cứ từ từ, đừng có vội. Rồi, cái vấn đề số 2 mình muốn gửi đến các bạn đó là chi phí trực tiếp là gì? Vậy chúng ta có chi phí gián tiếp, đó là chi phí hoạt động chung. Vậy thì chúng ta có một cái chi phí nữa là chi phí trực tiếp, và chúng ta phải hiểu ra được cái chi phí trực tiếp là cái chi phí gì. Cái chi phí tạo ra sản phẩm và dịch vụ, tức là nó trực tiếp tạo ra sản phẩm và dịch vụ. À, bạn nhận ra điều này chưa? Nó trực tiếp tạo ra. Ví dụ như là chi phí cho bạn muốn bán một cái tô phở thì cái chi phí gì? Cái chi phí cho gì? Cho cái từng cái miếng thịt một. À, chi phí cho từng cái cọng rau một. À, và cái chi phí gì? Chi phí cho cái người đầu bếp đứng nấu ra cái tô phở đó. À, nó liên quan tới trực tiếp tạo ra sản phẩm và dịch vụ đó. À, còn cái chi phí gián tiếp là chi phí gì ạ? Dù bạn có nấu phở hay không nấu phở thì cái quán phở đó vẫn cứ hoạt động. Bạn hình dung ra điều này này chưa? Đó, vậy thì thường thường chi phí trực tiếp á, nó liên quan cái gì ạ? Thường thường nó liên quan trực tiếp đối với nhu cầu của khách hàng. À, nó liên quan trực tiếp với nhu cầu của khách hàng. Ví dụ như khách hàng đặt cái tô phở đó, ví dụ như là bạn bán có 3 loại phở, cái người khách hàng A, họ nói là tôi bán, tôi mua cái loại phở A thì ví dụ giá có 30 ngàn. Nhưng cái người khách hàng B họ mua, nói là tôi muốn mua cái tô phở 50 ngàn. Và cái người khách hàng C họ nói là tôi muốn mua cái tô phở đặc biệt 80 ngàn. À, thì trong cái chi phí trực tiếp này á, bạn nhận ra điều này, mà trong cái chi phí trực tiếp này nó có liên quan. Bởi vì cái tô phở nhiều hơn, nó là có thể là lượng thịt bò nhiều hơn, rau rác nhiều hơn, MC nó trực tiếp nó tạo ra cái tô phở đó. Hoặc là nó liên quan tới cái nguyên vật liệu đầu vào. À, cái giá thành nó cao hơn hoặc giá thành nó rẻ hơn. Và chi phí trực tiếp thì thường thường nó liên quan tới hai cái yếu tố rất là quan trọng, đó là liên quan tới lương nhân viên trực tiếp tạo ra sản phẩm đó, tức là lương nhân viên ở dưới xưởng á. Các bạn thấy có hai loại đúng không? Nhân viên ở dưới xưởng khác và nhân viên trong văn văn phòng khác. À, và nó liên quan trực tiếp với cái giá nguyên liệu đầu vào, cái giá nguyên vật tư nguyên liệu đầu vào á. À, bạn nhận ra điều nào không ạ? Thì để đơn giản cho cái việc này, đơn giản này tóm lại là cái gì á mà trực tiếp tạo ra sản phẩm á, thì đó là cái chi phí trực tiếp. À, còn chi phí gián tiếp là những cái nó không có trực tiếp tạo ra sản phẩm. Bây giờ mình ví dụ ha, ví dụ ha, tức là cái chuyện nó đang chạy, ví dụ cái chuyện cái ông bán phở, ông đang chạy, ông đang ví dụ là ông trong cái giai đoạn mà ông vừa múc tô phở, ông đưa ra, ông múc tô phở, ông đưa ra, múc tô phở, ông đưa ra, đó là chi phí trực tiếp nó đang diễn ra liên tục. Rồi 15 phút dừng lại, ông dừng lại, ông không làm gì hết, thì cái chi phí trực tiếp nó dừng rồi, nó đâu có làm đâu. Nhưng mà cái quán nó vẫn cứ chạy, các bạn không, cái quán nó vẫn cứ chạy, tức là lúc mà dây chuyền mà nó chạy á, thì là những cái gì mà nó đang ở trên cái dây chuyền đó, thì đó là chi phí trực trực tiếp. À, còn khi mà dây chuyền nó dừng rồi 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 đó, thì những cái gì trên dây chuyền nó có chạy, nhưng mà những cái xung quanh nó vẫn cứ làm, thì cái đó là chi phí gián tiếp. Ok, các bạn nhận ra điều này không ạ? À, mình ví dụ như là ví dụ bạn mở một cái phòng khám nha, thì cái chi phí trực tiếp đó là gì? Là cái ông bác sĩ. À, ông trực tiếp ông khám bệnh. À, và chi phí trực tiếp nói gì? Là cái ông nghe. À, có ông nghe thì ông mới khám được bệnh, ông có nghe ông làm sao ông khám được bệnh. Là gì? Là các cái nha răng, các cái răng, các cái nha 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 răng. Mình nói vậy để cho bạn nắm dễ hơn.
Rồi, cái thứ ba là chúng ta phải liệt kê chi tiết các cái dạng chi phí. À, chúng ta phải liệt kê chi tiết. Người nào mà có cái tính cách liệt kê chi tiết thì người đó rất là tốt. Thì thường thường là chúng ta liệt kê theo đơn vị, chúng ta đo có thể là theo theo gì, theo tháng, à, theo quý hoặc là theo năm, còn bạn này chi tiết một theo tuần nữa thì tốt nữa. Thì chúng ta phải làm ra cái gì ạ? Nếu mà bạn tính chi phí gián tiếp theo tháng thì chi phí trực tiếp bạn cũng phải tính theo tháng, tại hai cái đó cái đơn vị nó phải như nhau thì nó mới như thế nào, nó mới đồng bộ với nhau được. À, không được là tính cái này theo tuần mà cái kia theo tháng, hoặc là không được tính cái kia theo tháng mà kia theo quý, hai cái đó nó phải đồng bộ chung cùng một cái đơn vị thời gian thì nó mới khớp với nhau được. À, tiếp theo là bạn phải gì ạ? Bạn phải ghi nó ra cái file Excel. À, ngày nay chúng ta có file Excel, ghi trên file Excel rất là dễ dàng, dễ tính, để dễ kiểm soát, dễ nhớ. Hoặc là các bạn nào dùng Google Trang Tính thì tốt, mình thì mình dùng Google Trang Tính nhiều hơn là Excel. À, hoặc các bạn nào mà dùng phần mềm thì tốt nữa. À, ở trên văn phòng mình thì dùng toàn là phần mềm. À, phần mềm quản lý khách hàng, phần mềm kế toán rồi này kia đó. Hoặc là không có thì chúng ta cứ cái sổ ghi chép. À, chúng ta cứ có cái sổ ghi chép, chúng ta ghi ra. À, cứ ghi ra, ghi rõ ràng ra. Và một điều nữa, bạn đừng có lo lắng. Bạn đừng có lo lắng trong việc phân biệt nó là cái chi phí gì. À, nếu mà bạn chưa phân biệt nó là cái chi phí gì thì một điều nó rất là đơn giản là bạn đừng có lo lắng cái việc đó. Cái việc đầu tiên là bạn cứ ghi tất cả các cái chi phí ra. Ghi hết, có cái chi phí gì ghi hết. Đừng có nghĩ là chi phí trực tiếp hay gián tiếp, cứ ghi hết ra. Và khi ghi hết ra thì nó giúp cho bạn gì ạ? À? Nó giúp cho bạn nhìn thấy nó được tổng quan, cái bức tranh tổng quan về cái chi phí hoạt động. À, về những cái chi phí hoạt động thì bắt đầu lúc đó bắt đầu bạn mới lượm lần ra. Bạn mới chọn lần ra thì bạn mới thấy à cái nào là trực tiếp và cái nào là gián tiếp. À, nên là cái cách nó rất rất là đơn giản, nó như vậy. À, ok. Nói tới đây thì các bạn cảm nhận ra ra được. À, vậy thì nói như thế nào? Vậy thì chúng ta tìm các chi phí trực tiếp và cái chi phí gián tiếp như thế nào? Tìm các chi phí trực tiếp và gián tiếp nó như thế nào? À, chi phí gián tiếp chính là chi phí hoạt động chung luôn. À, vậy thì công ty nào cũng vậy. Bất kỳ công ty nào cũng vậy. Phải luôn luôn trả cho những cái chi phí gián tiếp. Ví dụ như là thuế, thuê văn phòng, tiền bảo hiểm, tiền lương nhân viên, tiền giúp cho những cái tiện ích của chúng ta nó hoạt động tuyệt vời hơn. Ví dụ như là bạn cần phải có cái phòng tiếp khách, bạn cần phải có cái tivi, bạn cần phải có brochure, tờ rơi, tiền chi phí bảo hiểm, các loại lệ phí của nhà nước, các cái chi phí về kế toán, chi phí pháp lý, chi phí bảo trì trang thiết bị. Ví dụ như là bàn ghế chúng ta cần phải sơn lại, máy móc lâu ngày chúng ta cần phải thay nhớt, .. bảo trì trang thiết bị. Ok, vậy thì trên toàn bộ những cái đó người ta được gọi là cái gì ạ? Là cái chi phí gián tiếp. À, chi phí gián tiếp. Và bây giờ mình hỏi các bạn này, một cái ông CEO á, một cái ông CEO á, các bạn mướn một cái ông CEO vô thì ổng thuộc ở cái chi phí gì? À, ổng thuộc cái chi phí gì? Hoặc là các bạn mướn một cái ông giám đốc tài chính vô, ông CFO á, thì cái ông CFO ổng thuộc cái chi phí gì? Ông thuộc chi phí gì? Một câu hỏi mà hỏi cho các bạn vậy đó, để các bạn tư duy ghi ra. À, các bạn thấy cái ông này ông thuộc chi phí gì? À, tiền lương cho ông á, tiền lương mình trả cho ông á, ông thuộc chi phí gì? Rồi tiếp tục các bạn phải thường xuyên kiểm tra các chi phí, kiểm tra liên tục, nhất là những cái chi phí cũ trước đây mà bạn đã chi và bạn như thế nào tự nhiên bạn quên. Nên là chúng ta phải thường xuyên kiểm tra các cái chi phí. Chúng ta bỏ sót đâm ra chúng ta hạch toán giá bán bị sai đó các bạn. Hoặc là có những cái chi phí cố định mà cứ thường thường có loại chi phí có tháng chi một lần, có loại chi phí tới 3 tháng mới chi một lần, và đôi khi các bạn lại quên mất đi. Nó là phải luôn luôn nhớ có những loại chi phí đó hay không, và phải liệt kê ghi ra cho ta quên, ước do chúng ta quên. Rồi chúng ta ước tính. Nếu điều thứ năm chúng ta cần phải ước tính, nếu mà chưa biết cái chi phí đó là nhiều là bao nhiêu, thì thường thường những người khởi nghiệp á, thường những người khởi nghiệp như một số bạn á, là các bạn chưa có cái kinh nghiệm tính chi phí, nên là nó như thế nào, thường thường là chúng ta phải xem lại số liệu cũ, mà các bạn chưa bao giờ khởi nghiệp cũng không có cái số liệu cũ luôn, nên các bạn phải làm gì
Các bạn phải đi hỏi những người có kinh nghiệm, họ làm cùng lĩnh vực của chúng ta, đi hỏi họ. Hoặc là đi hỏi những cái bạn kế toán, nó làm những cái công ty ở những cái doanh nghiệp cũ đó, của những doanh nghiệp trước đó, thì nó tính như thế nào. Thường thường thì mỗi doanh nghiệp với nhau thì nó như thế nào, nó cũng gần gần như nhau, nó cũng gần gần như nhau thôi. Xem lại cái số liệu trong ngành của mình. Ví dụ như cái số liệu trong ngành của mình, một cái người A họ mở một cái quán phở và cái chi phí hoạt động chung của họ nó chỉ là bao nhiêu thôi, mà mình cũng mở một quán phở, mà tại sao cái chi phí hoạt động của mình nó lớn đến như vậy, và nó lớn thì nó tạo ra cái giá thành của chúng ta nó rất là cao. Mình muốn nói lại như vậy. Và một điều bạn phải nhận ra nữa là tùy theo mọi hoạt động, tùy theo mọi có hoạt động mà cái chi phí nó có thể khác nhau một chút xíu. Mình ví dụ nếu bạn là một cái doanh nghiệp sản xuất mà bạn cử nhân viên văn phòng đi học những cái khóa học của mình, những khóa học bán hàng, khóa học sale, thì cái chi phí mà bạn cử đi học đó được tính vào cái phí gì ạ? Phí gián tiếp đúng không? Là phí chung. Bạn có nhận ra điều nào không ạ? Nhưng cũng cái điều đó nó rớt với cái doanh nghiệp của mình, doanh nghiệp building của mình thì nó lại hoàn toàn khác. Cái chi phí đó mà mình tạo ra cái khóa học đó đó, nó lại là chi phí trực tiếp, chứ nó không phải là cái chi phí phí chung. Bạn nhận ra điều nào không ạ? Nó là mà tùy theo mỗi loại doanh nghiệp mà nó có thể khác nhau ở cái chỗ đó. Mình lại ví dụ khác, ví dụ như là các bạn đang hoạt động sản xuất và các bạn đi thuê một người tư vấn về luật, thì cái chi phí về tư vấn luật đó là gọi là chi phí gián tiếp. Tuy nhiên nếu bạn đang là mở cái công ty tư vấn về luật, thì cái việc mà bạn đi tư vấn cho người khác để bạn tạo ra cái sản phẩm luật đó thì nó lại là chi phí trực tiếp. Bạn nhận ra điều này chưa? Nó là cứ vận hành một hồi, làm việc một hồi là các bạn sẽ quen thôi, không có cái gì hết. Và các bạn sẽ theo dõi tiếp video thứ 22, 23, mình sẽ nói về các dạng chi phí về tài chính này tiếp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái chương trình video thứ 21 này. Hãy theo dõi cho mình những cái chương trình trước nữa, 20, 19, 18 video trước. Và nhớ đăng ký vào cái kênh của mình nhé. Nhớ bấm cái chuông nữa. Bên Facebook cũng vậy, mình sẽ chia sẻ liên tục. Và nhớ chia sẻ cái đoạn video này về nhà các bạn, mình sẽ quý các bạn vô cùng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn.